Xin chào các em. Chúng ta tìm hiểu dạng đột biến tiếp theo cũng là đột biến di truyền được nhưng ở một cái cấp độ tế bào, đó là đột biến nhiễm sắc thể. Qua chủ đề đột biến nhiễm sắc thể. Chủ đề này bao gồm có 3 bài. Bài thứ nhất là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bài thứ hai là đột biến số lượng nhiễm sắc thể và bài thứ ba là đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiếp theo. Chúng ta bước vào tìm hiểu bài đầu tiên là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Bài này bao gồm các nội dung: đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì và nội dung thứ hai là nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể. Một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các em hãy quan sát cái nhiễm sắc thể ban đầu, bao gồm có A, B, C, D, E, F, G, H và nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc. Thì các cái nhiễm sắc thể sau khi bị biến đổi, nó sẽ khác các cái nhiễm sắc thể ban đầu như thế nào? Ở hình A, nó mất đi một cái đoạn H, thì đây được gọi là đột biến mất đoạn. Hình B, nó sẽ xuất hiện thêm cái đoạn BC này, nó giống cái đoạn BC phía trước, thì đây được gọi là đột biến lặp đoạn BC. Hình C, các em hãy chú ý cái phần màu vàng BCD. BCD này nó sẽ cắt ra và sau đó nó xoay 180 độ gắn vào lại cái vị trí ban đầu. Nhưng mà cái trật tự của nó bây giờ sẽ là DCB. Đây được gọi là đột biến đảo đoạn. Chúng ta hãy hoàn thành cái bảng sau. Nhiễm sắc thể ban đầu của cô gồm có các cái đoạn A, B, C, D, E, F, G, H. Nhiễm sắc thể sau khi bị biến đổi ở cái hình A là sao? Mất đi một cái đoạn H. Thì tên dạng biến đổi của nó được gọi là mất đoạn. Hình B cũng bao gồm các cái đoạn A, B, C, D, E, F, G, H. Tuy nhiên nó có thêm một cái đoạn BC. Do đó chúng ta sẽ gọi là lặp đoạn. Hình C thì các cái trình tự đoạn BCD nó sẽ đổi lại thành DCB và đây được gọi là đảo đoạn. Các em hãy quan sát các cái hình sau và hãy nhận dạng được các cái dạng đột biến trên hình. Hình A sẽ là gì? Mất đoạn. Hình B tăng thêm một cái đoạn dài nữa đúng không? Thì đây là đột biến lặp đoạn. Hình C là đột biến đảo đoạn. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, bao gồm các dạng mất đoạn nhiễm sắc thể, lặp đoạn nhiễm sắc thể và đảo đoạn nhiễm sắc thể. Các em hãy ghi nhận phần này vào trong tập. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì ngày nay các nhà khoa học đã xác định đó là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nó sẽ xảy ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường bên trong và bên ngoài của cơ thể tới cái nhiễm sắc thể này. Nguyên nhân chủ yếu là do các cái tác nhân vật lý và hóa học ở trong cái môi trường á thì nó sẽ phá vỡ các cái cấu trúc của nhiễm sắc thể hoặc là nó sẽ gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng. Vì vậy mà đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc là do con người tạo ra. Do đó nguyên nhân phát sinh chúng ta sẽ ghi nhận đó là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc là do con người. Nguyên nhân là do các tác nhân vật lý, hóa học làm phá vỡ cấu trúc của nhiễm sắc thể. Ví dụ như là một cái tác nhân do con người gây ra là công ty Vedan gây ô nhiễm trên sông Thị Vải, thì đây cũng là một cái nguyên nhân gây đột biến nhiễm sắc thể. Hoặc là Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ở Nhật Bản. Hay là một cái trường hợp khác do con người gây ra, đó là máy bay của Mỹ rải chất độc hóa học xuống miền Nam của Việt Nam. Thì các cái chất độc hóa học này nó đã
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các cái cấu trúc nhiễm sắc thể của con người. Về tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thì như chúng ta đã biết là trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa ở trên cái nhiễm sắc thể rồi. Khi mà biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp các gen ở trên đó, thì nó sẽ thường gây hại cho cơ thể sinh vật. Tuy nhiên, trong thực tiễn thì người ta cũng gặp các cái dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có lợi, chứ không phải lúc nào cũng có hại cả. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường có hại cho bản thân sinh vật. Một số đột biến có lợi, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Cô lấy một số ví dụ. Ví dụ mất một đoạn nhỏ ở đầu nhiễm sắc thể số 21 thì nó sẽ gây ra cái bệnh đó là ung thư máu ở người. Và đây là một cái đột biến mà có lợi. Ví dụ như là đột biến lập một đoạn nhiễm sắc thể ở lúa mạch thì nó sẽ làm tăng cái hoạt tính của enzyme thủy phân tinh bột. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Chúng ta đã học về khái niệm đó là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, bao gồm các dạng là mất đoạn, lập đoạn và đảo đoạn. Nguyên nhân là do nguyên nhân vật lý và hóa học nó sẽ làm phá vỡ các cái cấu trúc của nhiễm sắc thể. Về tính chất là đa số đột biến sẽ có hại đối với bản thân sinh vật và một số ít nó sẽ có lợi cho bản thân sinh vật. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.